Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 3, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 tổ chức hội nghị chuyên đề để xem xét cho ý kiến về 4 nội dung quan trọng, trong đó nhấn mạnh những vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch thủ đô Hà Nội. Mục tiêu tổng quát trong quy hoạch thủ đô đến năm 2030, Hà Nội là thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại, xanh, thông minh, trung tâm đi đầu trong nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ mới, trung tâm động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và vùng động lực phía Bắc. Với quan điểm tiếp cận, coi quy hoạch không phải là một sản phẩm mà là một quá trình, Thành ủy Hà Nội xác định còn nhiều việc phải làm để tổ chức bổ sung hoàn thiện bản quy hoạch thủ đô với chất lượng tốt nhất để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Mà trước mắt là trình Bộ Chính trị vào ngày 3 tháng 5 và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 vào tháng 5 tới đây. Liên quan đến công tác góp ý hoàn thiện dự thảo luật thủ đô sửa đổi, nhiều ý kiến đóng góp đã tập trung về việc phát triển đô thị theo hướng giao thông công cộng TOD. Theo đó, dự thảo luật đã được chỉnh lý theo hướng dự án đường sắt đô thị theo mô hình TOD sẽ do Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định chủ trương đầu tư nếu chỉ sử dụng ngân sách thành phố, không giới hạn về tổng mức đầu tư. Một số ý kiến cũng đề xuất quy định theo hướng trường hợp có sử dụng kết hợp cả vốn đầu tư công của Trung ương thì Quốc hội sẽ xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án tổng thể xây dựng đường sắt đô thị theo định hướng TOD của Hà Nội theo phân kỳ đầu tư. Trên cơ sở nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ quyết định chủ trương đầu tư các dự án TOD cho từng tuyến đường sắt cụ thể. Mới đây, Thanh tra thành phố Hà Nội vừa công khai kết luận thanh tra về nội dung chậm xác định giá đất, cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, có 10 dự án được chỉ ra có nhiều tồn tại bất cập trong việc chậm xác định giá đất cụ thể, làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Trách nhiệm làm chậm thuộc về Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, các công ty cổ phần định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam VVFC, công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá và giám định Việt Nam VAI, công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư VIC, công ty cổ phần thẩm định giá IVC Việt Nam. Việc chậm trễ này là một trong những nguyên nhân khiến nhiều dự án chậm triển khai, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất và thất thu cho ngân sách nhà nước. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Giá chung cư ở Hà Nội đã liên tục tăng trong thời gian gần đây. Không ít người đã bỏ ý định mua căn hộ ở trung tâm để chấp nhận tìm nhà khu vực ngoại thành với kỳ vọng có giá thấp hơn. Tuy nhiên, với những chung cư vùng ven, giá cũng đang neo ở mức cao. Nhiều ý kiến cho rằng giá chung cư leo thang là do bị thổi giá. Tìm hiểu của phóng viên Bản tin Nhà đất và Đầu tư. Chung cư The Make 2 tại An Khánh, huyện Hoài Đức. Thời điểm mở bán năm 2017, chỉ có giá từ 15 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên, trong vai một người có nhu cầu mua nhà để ở, phóng viên Bản tin Nhà đất và Đầu tư đã được môi giới chào giá cho các căn hộ 2 ngủ 2 vệ sinh có diện tích 66m² tại đây vào khoảng 41 đến 42 triệu đồng một mét vuông, bao gồm các loại thuế phí môi giới sang tên, gấp gần 3 lần so với giá gốc chủ đầu tư. Có người đã giao dịch khoảng tầm 2,6 rồi, khoảng 2,6-50 rồi. Thị trường bây giờ nó xe lên như thế. Quy cách là bên Game Max anh ạ, đây 32T này, còn cao hơn ấy. Cũng nằm ngoài vành đai 3,5, khá xa trung tâm thành phố, một số tòa chung cư tầm trung đã cũ vì bàn giao đưa vào sử dụng cách đây gần chục năm ở khu vực này như The Golden An Khánh, The Max 1, Thăng Long Victory cũng đều neo ở mức giá rất cao. Bây giờ chỉ có An Khánh thôi, chỉ có Victory Thăng Long mà thêm hai tòa nữa là T3, T4 này. Thì mới này, thì nó dao động phải tầm 2 tỷ 8, 2 tỷ 9 cơ. Ai ngủ ai vệ sinh nhưng mà 70 mét. Còn ở bên The Golden thì mình nhìn ấy, thì nó có vẫn từ trước đến nay thế thôi. Game X1 thì thôi anh ạ. Anh sang xem Game X1 thì nào. Cũng là chung cư ở vùng ven, tại khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, mặc dù đã rất cũ, cùng nhiều vấn đề về nước sạch nhưng vẫn được chào với giá gần 30 triệu đồng một mét vuông. Hay tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, căn hộ chung cư Eco Green đã qua sử dụng được giao bán 43 đến 45 triệu đồng một mét vuông. Còn tại xã Tứ Hiệp, giá căn hộ chung cư Techco Skyview Tower, Techco Diamond cũng được giao bán trên 30 triệu đồng một mét vuông. Chưa kể nhiều căn hộ tại các dự án của Techco còn chưa có sổ đỏ. Giá cao nhưng giao dịch thực tế thì không hề sôi động.
Giá chung cư đang bị đẩy lên rất cao. Nhiều ý kiến cho rằng đây chính là chiêu trò đẩy giá của không ít nhà đầu tư và của những người môi giới bất động sản. Bởi thực tế cảnh điều hưu tại các văn phòng nhà đất đã cho thấy lượng giao dịch thực tế là không nhiều. Số liệu từ Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội, đăng ký biến động đất đai bao gồm cả đất thổ cư và nhà chung cư tháng 2 năm nay chưa bằng một nửa so với tháng 11 năm ngoái. Cụ thể như sau, tháng 11 năm 2023, tổng số tiếp nhận giải quyết hơn 22.000 hồ sơ. Tháng 2 năm 2024, tổng số tiếp nhận giải quyết hơn 10.000 hồ sơ. Trong đó giao dịch căn hộ chung cư cũng chiếm tỷ lệ nhỏ. Điều này minh chứng cho việc tạo sóng thổi giá, gây sốt ảo, ăn chênh lệch, làm nhiễu loạn thị trường, phần lớn là do đội môi giới không chuyên nghiệp hoạt động tự do. Những người này tung tin tạo sốt ảo, nhà nước cần phải có biện pháp mạnh để xử lý. Các chuyên gia bất động sản cho rằng giá chung cư tăng ảo không tương xứng với giá trị thực, khiến cho người có nhu cầu ở thực khó tiếp cận. Hơn nữa, điều này khiến cho thị trường bất động sản tiếp tục trở nên thiếu minh bạch và không ổn định. Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội cho rằng, hiện nay không hiếm môi giới dùng chiêu trò lướt sóng để ăn lợi nhuận bằng cách chỉ đặt cọc với chủ nhà, chủ đất, sau đó giao bán lại. Khi có khách mua thì họ sang tay ngay để ăn chênh lệch. Nhưng mức chênh lệch ấy cần phù hợp, không nên quá cao so với thị trường, khiến cho người mua mất dần lòng tin. Do đó, người mua nhà cần tỉnh táo trước các chiêu trò của môi giới. Giá nhà ở, giá chung cư của chúng ta ở một số khu vực, một số địa phương đã rất là cao so với cả thu nhập thực tế của những người có nhu cầu ở thực. Và như vậy thì nếu cứ để nó tăng cao như vậy thì chắc chắn là cái nhu cầu ở thực của những cái người, nhóm người như vậy là sẽ không thể được đáp ứng. Cái vấn đề thứ hai nữa là nó sẽ tạo ra cái hiện tượng về đầu cơ khi mà giá cứ tiếp tục tăng, và như vậy nó sẽ làm rối loạn cái thị trường bất động sản. Cái thứ ba nữa cũng rất là bất cập liên quan tới là khi mà giá chung cư cứ tăng như vậy thì rõ ràng là nó ảnh hưởng đến cái việc là phát triển cái thị trường bất động sản một cách lành mạnh. Thực tế thị trường bất động sản hiện tại chỉ thiếu nguồn cung giá rẻ, không thiếu nguồn cung phân khúc trung cao cấp. Tuy nhiên, phân khúc này đang bị thổi giá gây sốt ảo. Thông tin từ Bộ Xây dựng, trong năm 2024, dự báo thị trường Hà Nội sẽ còn nhận thêm khoảng 12.100 căn hộ mới. Riêng phân khúc nhà ở xã hội, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành 1.200 căn. Như vậy, nguồn cung sẽ dần được cải thiện trong tương lai và giá nhà theo đó sẽ hạ nhiệt. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, để tránh mất thêm tiền, người mua nhà cần tỉnh táo trước các chiêu trò của môi giới bất động sản và không nên mua nhà vào thời điểm này. Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2023 được Quốc hội thông qua quy định, ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, cá nhân hành nghề môi giới phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản. Điều này được cho là sẽ chấm dứt nạn cò đất thổi giá làm loạn thị trường. Cụ thể, phải có quy chế hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản, phải có cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động theo quy định của chính phủ, có tối thiểu một cá nhân có chứng chỉ môi giới bất động sản. Trước khi hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản gửi thông tin về doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh, nơi thành lập doanh nghiệp để được đăng tải trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của luật này. Đồng thời, Điều 61 luật này cũng quy định, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Ngoài ra, Điều 62 của Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi quy định, môi giới tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán ký hợp đồng. Môi giới bất động sản đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. Cùng với đó, môi giới bất động sản cung cấp thông tin hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. Luật Kinh doanh bất động sản chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Theo kết luận của Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, dự án nhà ở xã hội UDIC Eco Tower tại khu đô thị mới Hạ Đình, Tân Triều, Thanh Trì đến nay chưa được khởi công. Do vậy, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UNIC sẽ bị xử phạt hành chính. Mức phạt hành chính là 140 triệu đồng. Cùng với đó, đề nghị chủ đầu tư phải khởi công dự án UDIC Eco Tower chậm nhất 30 ngày kể từ ngày có quyết định xử phạt, khẩn trương thi công để có phương án tái định cư tại chỗ cho các hộ dân phải di rời trong phạm vi dự án.
Udic Eco Tower tọa lạc tại ô đất NO1 thuộc khu đô thị mới Hạ Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 27 tháng 6 năm 2021. Trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin được đề cập đến một loạt dự án bất động sản liên quan đến tập đoàn E-Group. Từ khi ông Nguyễn Ngọc Thủy, hay còn gọi là Sắc Thủy, bị bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhiều người đã dồn sự quan tâm đến những dự án bất động sản liên quan đến tập đoàn này. Được biết, sau vụ việc lùm xùm về nợ tiền học phí của trung tâm Anh ngữ Apex Leader thuộc hệ sinh thái E-Group, trung tâm này đã có cuộc gặp gỡ với một số phụ huynh để đưa ra phương án hoãn trả nợ, trong đó có phương án là chuyển khoản nợ học phí thành đầu tư bất động sản. Theo đó, công ty có một số bất động sản tại tỉnh Bình Phước với giá trị 200-300 triệu đồng một nền hoặc 500-700 triệu đồng một nền. Apex Leader sẽ hỗ trợ chuyển đổi cho phụ huynh đầu tư vào bất động sản. Ngoài ra, E-Group còn được biết đến khi sở hữu nhiều bất động sản như dự án Queenham Skylake Trường Mỹ, Hà Nội, 25 lô đất nền nằm ở các khu vực Huê Vận, Tân Sơn, Đồi Gai, Nhã Nam và Thúy Cầu tại Bắc Giang. Cùng với đó là một loạt dự án bất động sản cùng hợp tác đầu tư khác tại Hà Tĩnh và Bà Rịa Vũng Tàu. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nhà đất và đầu tư ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.